Tôi đang đi giao máy xắt gạo cho một cái anh khách hàng. Đây trước nó là cái đồn điền cao su, bây giờ chuyển cho con cái họ ở. Rộng. Gạo như này là được rồi đấy anh. Gạo như này là được rồi đấy. Được rồi đó. Chơi rồi đấy.